Nịt mà nhầm phở. Phở miên hắt. Trâm sọc mộc vào hăng. Nhầm sọc cục chắc bạn chứng anh. Mà bóng ôn lưu mà nhầm phở. Phở Việt Nam. Phở miên nâu mà đông vị thịt nhá. Tâm và tán hấp thay mà nó dương tinh thay đặt mà rích khi lấy sát rút chiếc phở cái món bông ổn nghề trường hơi ấm miền sạch miền thật say miền cây sọc trúc miền buộc buộc cô kết năng cũng kê ba ở linh bong ổn mặt chán sao thật tức chán không đáy nhằm thọ ngăn là được kết năng